Olá, essa minha viagem sul a Lisboa. Sejam bem-vindos. Bonjour, c'est moi, Bạch Dương ở Paris. Bữa nay thì mình lại tiếp tục đi chơi một mình. Đối với một du học sinh ít bạn bè và introvert như mình thì cái việc đi đâu đấy một mình nó không phải là điều quá ghê gớm hay là kỳ lạ. Ngược lại thì mình thích nó. Mình đi được một lần, đây là lần thứ hai và mình chắc chắn là sẽ có thêm nhiều lần hơn nữa. Đầu năm nay thì mình có đặt ra một mục tiêu, đó là trong năm sẽ có thể tự đi đến một đất nước nào đấy mới hoàn toàn. Và lần này mình quyết định thực hiện nó. Đầu tuần thì mình có lên Google Fly check vé máy bay các thứ. Mình lên xem vu vơ bâng quơ thôi. Thế nhưng mà sau đấy thì mình thấy vé máy bay bay đến Lisbon chỉ chưa tới 30 đồng. Ôi, thế là lại phải đi thôi. Lúc đầu mình không có ý định là đến Bồ Đào Nha đâu nha. Mình lúc đấy đúng kiểu I didn't have any specific destination. Đúng kiểu đấy luôn ấy. Mình thấy vé rẻ và đấy là một đất nước mới, thế là mình đi thôi. Và cuối cùng thì mình đã chọn đến Bồ Đào Nha. Sắp hạ cánh rồi. Yay. Hai bạn người, mình vừa mới xuống máy bay và bắt taxi để về phòng của mình. Tại vì taxi ở đây cũng khá là rẻ mọi người. Với cả là từ sân bay và đến cái phòng mình đặt, nó chỉ có 3 cây thôi. Mình nghĩ là nó đỡ phức tạp hơn là cái việc là đi mua vé tàu các thứ. Ôi, ở Bồ Đào Nha rất là nắng nóng nha mọi người. Mình cảm giác như là mình đang ở Việt Nam vậy ạ. Hơn 30 độ lận cơ. Kiểu cái nắng nó rất là Việt Nam. Obrigado. Tôi đang chờ chủ nhà xuống mở cửa. Nắng quá. Mình vừa mới nhận phòng rồi. Mình sẽ quay một cái room tour cho mọi người xem. Nhưng mà cái room tour này nó hơi lạ. Bởi vì cái phòng này nó rất là bé. Nó chỉ có mỗi một cái giường thôi. Còn nhà vệ sinh hay là tắm hay nấu ăn thì mình sẽ chung ở ngoài kia. Đây, một cái phòng. Chỉ có một cái giường đơn duy nhất. Và một cái quạt. Ngoài ra không có cái gì hết nữa. Nhưng mà nói chung là mình đến đây để đi chơi chứ không phải là đến để ngủ, cho nên là một chỗ để ngủ là được rồi. Mình đến đây tính ra trọn vẹn là chỉ được có 2 ngày thôi. Đó là ngày thứ 6 và ngày thứ 7. Đấy, còn ngày Chủ nhật là mình phải đi về Paris từ lúc sáng sớm 4-5 giờ sáng gì ấy. Mình cảm thấy nó không đủ để đi hết Lisbon ấy. Nên là mình quyết định ngay bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đi chơi luôn. Mình nghe nói là hải sản ở Lisbon rất là ngon. Trước khi đi thì mình nghĩ là mình sẽ phải búi cái tóc lên vì ngoài trời đang rất là nắng, và mình phải make up thêm một tí bởi vì hồi sáng mình đi mình không có make up với mọi người đấy, nên là trông nó nhợt nhạt. Ok, xong rồi, đi thôi kẻ muộn. Bình thường người ta đi chơi đúng không là người ta mang theo túi sách, mình cũng mang theo túi sách nhưng mà nó lạ lắm. Đây là cái tripod mình. Chả cần phải đem theo túi sách, mình đem theo tripod để mình quay video. Yeah. Hello, hello. This one is weak color. How can we sell it? Bây giờ tôi sẽ cho các bác thấy thế nào là một cây cầu dài vô tận. It might be time to
Hôm nay mình sẽ ăn hải sản. Mình nghe nói là hải sản ở Lisbon rất là tươi và ngon ấy. Với cả giá nó cũng rẻ. Nãy mình book thì giá nó chỉ bằng một nửa bắc khi thôi. Nhiều khi còn rẻ hơn ấy. Đấy, nên là bây giờ mình đang đi chiều đồ ăn ra. Hôm nay mình uống bia nha mọi người. À, bia cũng rẻ luôn nhá. Bắc khi thì một ly này ở bắc khi tầm 5-6 ơ. Nhưng mà đây bao nhiêu mọi người biết không? 2 ơ. Quá đỉnh. Stars around you that sparkle from the trees. Mình vừa mới ăn tối xong và mình có phải uống hết ly bia này bởi vì nó quá ngon. Và bây giờ mọi người nhìn cái mặt mình đỏ au. Mình định là ăn xong thì sẽ vào trung tâm thành phố chơi. Thế nhưng mà bây giờ muộn quá rồi, mình nghĩ là mình nên đi về nghỉ ngơi để ngày mai mình dậy sớm, mình đến Sincha chơi. Đấy là một cái nơi khá là xa nên là mình phải đi khá là sớm. Khả năng hôm nay cũng khá là mệt rồi nên là thôi đi về nhé. Good morning. Đố mọi người biết bây giờ là mấy giờ? Mọi người thấy ngoài trời không? Nó còn tối đen luôn. Nhưng mà tại vì hôm nay mình sẽ đi Sincha chơi. Mình biết mình có đọc đúng không, nhưng mà đấy là một cái nơi nó nằm ở ngoài trung tâm thành phố, cách khoảng tầm 30 cây, nó khá là xa mà mình phải đi tàu 1 tiếng rưỡi. Thế nên là mình đã dậy lúc 5 giờ sáng để mình đi cho nó tiết kiệm thời gian. 5 giờ sáng mọi người. Bây giờ tôi đang make up xong rồi tôi sẽ đi Sincha chơi. It's the break of dawn, I'm not making sense. Talking to the wall, calling it a friend. I was in the clear, but lines got blurry again. It's not very warm when I'm alone in bed. So call me in the morning, shoot over your head. Night got pretty rare with both our cheeks turning red. Hello mọi người. Cuối cùng thì mình cũng đã đi ra được khỏi nhà rồi. Bây giờ là 7 rưỡi. Mình quần từ lúc 5 giờ 5 rưỡi tới bây giờ 7 rưỡi mình mới xong. Tại vì mình có việc ấy, mình phải làm việc ấy. Nên là thì bây giờ mình sẽ phải đi bộ 2 km để đi ra cái bến tàu đi tới Sincha. Đi nửa tiếng đồng hồ. Mặc dù tôi biết tôi lề mề rồi nhưng mà tôi đói nên là tôi vẫn phải ăn. Nay mình ăn thử cái bánh này. Cái này ở Bồ Đào Nha rất là nổi tiếng luôn đấy mọi người. Cái này ngon quá, mua thêm 2 cái để chưa ăn. Ngày hôm ấy thì có một điều khiến cho mình cảm thấy hơi lo lắng, hơi sợ một tí. Đó là tất cả mọi người xung quanh mình, tất cả mọi người trên tàu luôn, thì một đều là người da màu, hai là người địa phương. Nói chung là mình không có ý gì đâu. Thế nhưng mà mọi người phải hiểu cái cảm giác đó là tất cả mọi người xung quanh đều nhìn mình với một ánh mắt rất là khác lạ. Kiểu như là ở đấy chỉ có mỗi mình là người châu Á, và cũng chỉ có mỗi mình là có dáng vẻ như là khách du lịch thôi. Đấy, mà mình còn đi một mình nữa. Thế nên là mình cảm thấy hơi lo lắng và hơi lạc lõng ấy. Các bác ơi, tôi vừa phát hiện ra nhà này có nhiều trái cây lắm nè. Đấy, có chanh, có cam, có táo. Xài. I drove across the county.
Vé tham quan hết 11 đồng nha quý vị. Chỗ hôm ấy mình đi thì có tên là Quinta de Galera. Đây là một cái biệt thự nằm giữa một khu vườn rất là lớn ở Sintra, Bồ Đào Nha. Nó được xây dựng vào đầu thế kỷ 20 bởi một doanh nhân giàu có người Bồ Đào Nha. Và chỗ này thì nổi tiếng với kiến trúc độc đáo này, xong rồi khu vườn thì đẹp. Đối với mình thì mình thấy kiến trúc ở đây rất là hay nha. Kiểu như là mình cảm giác nó siêu thực, nó không có thật ấy. Và chỗ này thì còn liên quan đến những cái yếu tố tâm linh và bí ẩn khác nữa. Rất may ngày hôm đấy mình đi là một ngày trời nắng đẹp. Nếu không thì mình sẽ thấy hơi sợ. Bởi vì mọi người có hiểu cái cảm giác là cái lâu đài này nhìn nó hơi cổ kính, xong rồi nó hơi bí ẩn. Nếu như mà bầu trời nó còn âm u, đen tối nữa thì nó cũng hơi creepy. Một trong những cái câu chuyện tâm linh mà mình biết đó là ở đây thì có một cái giếng gọi là giếng khởi đầu, hay còn gọi cách khác là một cái hầm ngục. Nó được xây dựng sâu xuống đất với các cái bậc thang xoắn ốc kiểu rất là ảo nha. Và nó không giống như một cái giếng bình thường đâu, mà giếng này người ta đồn là được xem như là một cái đường hầm dẫn đến các khu vực ẩn danh và tâm linh ở dưới lòng đất. Và mọi người đều bảo đây là biểu hiện của việc chuyển từ thế giới bề ngoài đến thế giới tâm linh, hay nói cách khác là chuyển từ thế giới vật chất đến thế giới tinh thần ấy. À, nghe ảo thật sự nhở. Turn my phone off, but that's where all my friends are. What do I do? Why is it so hard to find someone new so far away? All the days that I used to have someone right beside me, now I confide in my phone screen. It's tiring, just wanna feel something. Lonely nights talking the pixels. I don't. Mình nhảy đây 4 tiếng rồi. Mình đến đây từ lúc 10 rưỡi mà bây giờ là 2 rưỡi. Mình cũng không biết mình làm gì mà mình đi lâu thế không biết nữa. Chắc là tại quay video. Thế nhưng mà bây giờ thì mình đang đi lên một cái lâu đài khác. Nó nằm ở trên đỉnh núi cơ. Và phải leo hết 1 tiếng đồng hồ lận. Máy mình thì sắp hết pin. Mình không biết là khi mà lên đấy thì còn pin hay không. Thế nhưng mà không thì mọi người đừng giận mình nhá. Vâng, và sau đây là chuyên mục bánh bèo leo núi. Thật ra ngày hôm đấy mình đi thì mình không có biết là mình phải leo núi như này đâu, nên là cái trang phục của mình nó cũng hơi bất tiện. Thế nhưng mà mình thấy cũng không sao cả, bởi vì mình khá là quen rồi ấy. Nhìn mình bánh bèo thì thôi, chứ mình thực ra rất là thích trekking, hiking các kiểu. Mình leo lên tới cái lâu đài kia, xong cái mình thấy nó mắc quá. Thế cái lâu đài này nó cũng không phải lâu đài, nó giống cái pháo đài, nó không, nó giống Vạn Lý Trường Thành hơn ý. Đấy, hay là mình thấy cái này rẻ hơn mà nó cũng đẹp. Thế là mình lại đổi, mình lại qua, mình đi coi cái này trước. Đấy, để cho mọi người xem. Đấy, nó giống Vạn Lý Trường Thành cực kỳ luôn, thật. Đó, cũng đẹp. Cái view nó rất là ok nha, mặc dù máy mình sắp hết pin nhưng mình sẽ cố gắng quay cho mọi người đến cái phần trăm cuối cùng. Ui giời. View triệu đô. Nơi này thì có tên là Castello dos Mouros. Mình nhớ là đọc như thế. Được hiểu nôm na là lâu đài của người Moor. Và nó được xây dựng vào thế kỷ thứ 8 như là một phần của hệ thống để bảo vệ cái thành phố Lisbon khỏi những cái cuộc tấn công từ biển ấy. Và chỗ này thì có cái panorama rất là đẹp luôn nha. Nhìn từ trên cao thì có thể ngắm được toàn cảnh thành phố Sintra và Đại Tây Dương luôn.
tôi nói chỗ này giống vạn lý trường thành lắm. Thế đi Bồ Đào Nha đi được luôn Trung Quốc. Nắng quá. Mà tôi sẽ dám mở mắt để quay cho mọi người một cái video có mặt tôi ở trong đấy. Đây là cái lâu đài mà hồi nãy mình tính là qua bên kia này mọi người. Thế nhưng mà nó hơi mất. Thế nên là mình đã quyết định mình chạy qua bên này để có thể ngắm cái này từ xa và vẫn thấy được view. Cũng đẹp phết. Trộm vía những cái lần mình đi chơi thì đều có một điểm chung khá là may mắn. Đó là khi mà trên đường đi thì trời sẽ có thể là mưa xong rồi xấu, âm u các kiểu. Nhưng mà khi mà mình đến nơi xong rồi bắt đầu lấy máy ra quay chụp ấy, thì trời sẽ tản mây ra, trong xanh hơn và thậm chí là còn nắng nữa cơ. Thì mình thấy cũng khá là may, trộm vía ngàn lần. Ơ là, điện thoại mình bây giờ còn đúng 10%. Nên là mình nghĩ là mình sẽ không quay nữa đâu. Mình sẽ để pin một tí để mình tìm đường mình về. Nếu không là mình đi lạc mất. Tí nữa khi mà về đến Lisbon, nếu mà mình tìm được nhà hàng nào đấy mà có chỗ để sạc điện thoại thì, rồi thì mình sẽ quay sau. Còn bây giờ thì bye bye. Bye nhé. Đang ngồi chờ tàu để về Lisbon. Mình đang ở trong một cái open market, tức là một cái chợ đồ ăn, hải sản các thứ. Nhưng mà nó đông quá, mình tính là ăn ở đây nhưng mà đông quá mình không thấy một chỗ trống nào hết luôn ấy. Mình đang suy nghĩ là mình có nên đi ra quán ăn, nhà hàng ăn không? Chứ đông quá. Sau gần nửa tiếng loay hoay đi tìm chỗ ngồi thì mình vẫn không tìm được một chỗ nào hết. Kiểu như nó quá là đông đi, mọi người cũng thấy đúng không? Lúc đấy cái thẻ của mình còn không trả được tiền nữa, kiểu như là nó tới hạn mức ấy. Thế là mình phải đi rút tiền mặt. Sau mình nghĩ, thôi hay bây giờ đi tìm đại cái nhà hàng nào đấy ăn đi, để mình còn nhờ người ta sạc điện thoại dùng. Bởi vì ở trong cái chợ này mà nhờ người ta sạc dùng thì mình cảm thấy nó không an toàn ấy. Đấy, vậy là cuối cùng mình đã quyết định từ bỏ không ăn ở cái chợ đấy nữa, mặc dù nó rất là nổi tiếng. Mình vừa mới ăn tối xong và cuối cùng cái điện thoại của mình cũng được chị nhân viên sạc đầy. Cuối cùng thì cũng có pin để đi về phòng. Thì đây là cái nhà hàng hồi nãy mà mình ăn này. Mình đã không ăn ở cái chợ đấy nữa bởi vì mình không thể nào tìm được một chỗ ngồi nào hết. Thế nên là mình qua chỗ này mình ăn rất là ngon và rẻ. Thì ngay ở ngoài cái nhà hàng là có một cái quảng trường gì đấy rất là đẹp. Mình không biết nhưng mà nó rất là đẹp. Đó. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ là mình phải đi về đây bởi vì giờ cũng là 10 giờ hơn rồi ấy. Đi về để ngày mai đi chơi tiếp. Ok, thế thôi. Bây giờ mình sẽ đi ra bến để bắt bus để đi về. Edit tới đây thì mình mới chợt nhận ra là vid nó đã quá dài rồi, mặc dù là mới chỉ hết ngày đầu tiên ở Lisbon thôi. Thế nên mình quyết định dừng video tại đây và hẹn gặp lại mọi người ở video tuần sau. Tuần sau thì mình sẽ dẫn mọi người đi chơi ở trong trung tâm thành phố Lisbon và chúng mình sẽ có không tệ những cái hoạt động thú vị ở đây đâu. Thế nên là mọi người hãy cùng đón xem nhé. Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video tuần này của mình tới tận đây. Mình hy vọng là vlog tuần này sẽ khiến mọi người cảm thấy relax và mong là mọi người sẽ thích nó. Và nếu như mà có ai đó vẫn còn đang ở đây thì hãy comment cho mình một cốc bia đi. Bia ở Lisbon rất là ngon. Hãy comment cốc bia để mình nhận ra được mọi người nha. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại vào tuần sau nhé. Merci à tous et à la semaine prochaine. Je vous aime. Salut.